Huấn luyện viên Zinedine Zidane xác nhận Eden Hazard sẽ không có mặt trong trận đấu với Villarreal ở vòng cuối La Liga. Tiền đạo người Bỉ gặp chấn thương và không thể tham gia buổi tập gần nhất của Real Madrid. Nhà cầm quân người Pháp cho biết Hazard chỉ gặp vấn đề nhỏ nhưng không muốn mạo hiểm đưa cầu thủ này vào sân thi đấu. Tuy nhiên, tin vui đến với đội chủ sân Santiago Bernabeu là đội trưởng Sergio Ramos đã bình phục và có thể đá chính trong trận đấu gặp Villarreal. Cầu thủ này đã nghỉ thi đấu hơn 2 tuần do chấn thương gân khuèo. Sự trở lại của Ramos sẽ tiếp thêm sức mạnh đáng kể về chuyên môn lẫn tinh thần cho Real Madrid trong trận đấu quan trọng cuối cùng của mùa giải. Cú vượt qua Atletico Madrid để giành chức vô địch La Liga, thầy trò huấn luyện viên Zidane buộc phải giành chiến thắng trước Villarreal, nhưng như vậy là chưa đủ, họ phải hy vọng kịch địch cùng thành phố không thể giành 3 điểm ở trận đấu cùng giờ. Barcelona xác nhận Lionel Messi được ban huấn luyện cho phép nghỉ tập và không tham dự ở trận đấu gặp Eibar. Siêu sao người Argentina muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi trước khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia thi đấu tại Copa America. Messi kết thúc mùa giải với một danh hiệu là Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đội trưởng Barcelona ghi 38 bàn thắng, trong đó có 30 pha lập công ở La Liga. Ban lãnh đạo Barcelona vẫn đang nỗ lực giữ chân Messi khi hợp đồng của anh chỉ còn lại 1 tháng. Lúc này, Barcelona đã hết cơ hội vô địch La Liga, nhưng đội chủ sân Nou Camp vẫn phải bảo vệ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Nếu tụt xuống một bậc sau vòng đấu cuối cùng của mùa giải, khoản tiền thưởng của Barcelona nhận được sẽ ít đi 7 triệu euro. Trong bối cảnh nợ đầm đìa, con số này sẽ là tổn thất không nhỏ đối với Barcelona. Timo Werner là bản hợp đồng gây thất vọng với Chelsea mùa này. Tiền đạo của Đức chỉ ghi 12 bàn thắng cho đội chủ sân Stamford Bridge. Đó là hiệu suất có tệ so với kỳ vọng dành cho một cầu thủ có giá chuyển nhượng hơn 50 triệu bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn khẳng định sự tin tưởng dành cho Werner. Nhà cầm quân người Đức tin rằng cầu trò đồng hương sẽ cải thiện phong độ khi được thi đấu trước sự cổ vũ từ khán đài. Huấn luyện viên Tuchel kỳ vọng Werner thể hiện sự tiến bộ ở mùa giải tiếp theo, nhưng ông sẽ cần tới chân sút này tỏa sáng trong hai trận đấu quan trọng trước mắt. Trận gặp Aston Villa vào chủ nhật tới sẽ quyết định tấm vé dự cúp châu Âu của Chelsea. Sau đó một tuần, The Blues sẽ đấu với Manchester City ở trận chung kết Champions League. Sergio Aguero đang trải qua mùa giải đáng quên và không còn nằm trong kế hoạch của đội Pep Guardiola. Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn đang muốn an ủi cầu học trò bằng màn tri ân trong trận đấu chia tay ngoại hạng Anh của tiền đạo mang áo số 10. Manchester City dự tổ chức lễ tôn vinh Aguero trên sân Etihad. Huấn luyện viên Guardiola sẽ kêu gọi 10.000 cổ động viên Manchester City trên khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay cho tiền đạo người Argentina trong trận đấu với Everton. Aguero sẽ chia tay Manchester City sau mùa giải này, kết thúc hành trình 10 năm gắn bó với đội chủ sân Etihad. Bên đội tiếp theo của anh nhiều khả năng sẽ là Barcelona. Huấn luyện viên Joachim Löw sẽ từ chức huấn luyện trưởng đội tuyển Đức sau khi Euro 2020 khép lại. Người sẽ tiếp quản vị trí của nhà vô địch World Cup 2014 sẽ là Hansi Flick, người sắp chia tay Bayern Munich. Huấn luyện viên Hansi Flick từng là trợ lý của huấn luyện viên Joachim Löw ở đội tuyển Đức từ năm 2006 đến năm 2014. Huấn luyện viên của Bayern Munich xác nhận sắp ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Đức. Ông cho biết thỏa thuận giữa hai bên sắp hoàn tất, chỉ còn vài chi tiết trong hợp đồng cần thỏa thuận thêm. Huấn luyện viên Hansi Flick thông báo rời Bayern Munich sau khi đội bóng này bị loại khỏi UEFA Champions League. Barcelona, Juventus, Tottenham liên hệ với vị huấn luyện viên này nhưng ông đã từ chối. Sau khi các cầu thủ gặp chấn thương ở mức độ khác nhau gồm Trọng Hoàng, Văn Hậu, Văn Xuân và gần đây nhất là Lương Xuân Trường trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam thì chiều ngày 21 tháng 5, đến lượt tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức báo tin vui khi đã có thể tham gia một số nội dung của bài tập. Hoàng Đức gặp chấn thương đụng dập xương bàn chân trái trong một tình huống tranh chấp bóng tại buổi tập của đội tuyển vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Theo dự tính ban đầu, Hoàng Đức cần ít nhất một tuần mới có thể tập trở lại. Tuy nhiên, với nỗ lực trị liệu của các bác sĩ đội tuyển cộng với tinh thần quyết tâm cũng như lợi thế về sức trẻ của cá nhân Hoàng Đức, tiền vệ trẻ này đã có tốc độ hồi phục rất nhanh. Tại buổi tập chiều ngày 21 tháng 5, không chỉ tham gia đầy đủ phần khởi động, Hoàng Đức còn nốt chặn phần test thể lực với màn thể hiện không thua kém các đồng đội. Tất nhiên, Hoàng Đức vẫn cần thêm thời gian để đạt tới sự bình phục hoàn toàn. Tuy vậy, sự phục hồi sớm hơn dự kiến của Hoàng Đức cũng mang đến bầu không khí rất hứng khởi cho toàn đội. Tính đến hiện tại, đội tuyển Việt Nam không còn một trường hợp chấn thương nào nữa. Cả 37 cầu thủ đều đã sẵn sàng cho chặng nước rút cuối cùng tại Hà Nội trước khi huấn luyện Park Hang-seo tiến hành chia tay 10 cầu thủ, giữ lại 27 cái tên sang UE vào ngày 26 tháng 5. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam có một trận đấu tập nữa với U22 Việt Nam vào ngày 24 tháng 5. Đây sẽ là ngày tổng duyệt của huấn luyện Park Hang-seo đánh giá nhân sự, hoàn thiện bộ khung chiến thuật ưng ý cho mình. Đội tuyển Việt Nam cũng là đội mang sang UE với quân số ít nhất. Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Thái Lan, Malaysia đều mang sang UE với một lực lượng rất hùng hậu. Họ cũng có mặt tại quốc gia Tây Á sớm hơn Việt Nam. Tuy nhiên, với tâm thế đang đứng đầu bảng và hơn đội xếp sau tối thiểu là 2 điểm, Việt Nam có thừa sự tự tin để hướng đến tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á dành cho 12 đội mạnh nhất.